Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên của Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam, ông đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Hà Nội và chứng kiến lễ ký hợp đồng đặt mua 100 chiếc phi cơ trị giá hơn 11 tỷ đô la và sau đây là ý kiến của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ Vì... thưa ông nghị viên xin ông có thể cho quý vị khán thính giả tại truyền hình XBTN biết được ý kiến của ông như thế nào về cái chuyến đi của tổng thống Obama thì tôi hơi thất vọng à, tôi thấy đó Obama trong tất cả các bài diễn văn đó chỉ nhắc tới vấn đề nhân quyền dân quyền một cách tương đối hơi tượng trưng, hơi tượng hình thay vì cụ thể. Tôi ước, ước mong rằng Tổng thống Obama như kỳ này đã vấn đề trực tiếp và công khai đối với chính Việt Nam, đối với những người đã bị bắt. Mới đây nhất những người vừa bị, bị mất tích của Nancy Nguyễn vân Nhưng thực tế của hai điểm nó đưa ra. Thứ nhất là Việt Nam được thực sự sẽ có những vũ khí để tự vệ lấy vị vệ trong tương lai. Điều thứ hai nữa, để cho thấy rằng là một trong yếu tố quan trọng mà Việt Nam đã công bố là Việt Nam sẽ mở rộng cảng Cam Ranh, Việt Nam quân sự Mỹ sẽ có mặt tại cảng Cam Ranh. Hy vọng một trong một tương lai rất là gần đây, cái mặt trận của Á Châu thế Bình Dương sẽ bình đẳng và Việt Nam có một anh lớn đứng cạnh để yểm trợ cho sức mạnh. Hy vọng việc càng ngày Việt Nam sẽ gần với Mỹ hơn và và bớt bị ô nhục trước sự lấn chiếm của Trung Quốc. Thưa ông là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali thì xin ông có thể cho biết cái nhận xét của ông như thế nào? Cái chuyến đi của À, tổng thống obama là một cái tiếng chuông để mà cảnh tỉnh cái người cộng sản nếu như hoa kỳ trang bị cho việt nam cho việt cộng những cái vũ khí sát thương thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra cái trường hợp thứ nhất nếu như thực sự là việt cộng có cái khuynh hướng ngả theo người người Hoa Kỳ mà đáp ứng lại cái nguyện vọng của đồng bào ở trong nước tức là có dân chủ, có nhân quyền mà để có thể chống cự lại được với cái sự xâm lấn của Trung Trung Quốc. Đó là một cái điều rất là uh, vui mừng cho dân tộc việt nam cái ưu tư thứ hai của tôi là nếu như việt cộng vẫn mang cái bản chất gọi là lừa dối lươn lẹo thì cái đó là một cái thảm họa bởi vì chúng ta đã trang bị cho việt cộng những cái vũ khí tối tân tức là chúng ta đã thêm nanh thêm vuốt cho một con ác quỷ. Chuyến thăm của tổng thống Obama theo cái quan điểm của tôi thì đây là một cái cơ hội rất là tốt cho Việt Nam. Cho chúng tôi nghĩ rằng cái chuyến đi của ông ta là một cái bước phát triển mới hơn. Nhưng mà nhằm nhưng mà đối với Việt Nam đó thì họ thấy đây là kêu Việt Nam có mối lợi hơn là bởi vì họ nhờ được cái chuyến đi này họ tạo nên cái cái, cái gọi là cái sắc thái mới về cái vấn đề uh, sức mạnh về quân sự về kinh tế để đối đầu hoặc là để cho thể hiện ra một cái gì đó mà Trung Quốc cần phải cũng phải chú ý đến một cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải thấy được là tinh thần dân thân của người Việt ở hải ngoại này cũng như các nước trên thế giới khi mà uh, bàn luận đến cái vấn đề tình hình dân chủ trong nước cũng như là những vấn đề là 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 formosa chẳng hạn thì rõ ràng những cái việc làm chúng ta là đi đúng hướng và thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của những người công nhân Việt dù ở xa xứ nhưng chúng ta phải thấy được rằng cái quyền lợi của Mỹ là tối thượng chúng ta là những người uh, cộng đồng tiền nạn dĩ nhiên chúng ta cũng vẫn có một cái uh, tiếng nói nhưng chúng ta phải nhớ lại lúc mà cái chính quyền chúng ta còn Việt Nam còn qua đó họ vẫn còn bán đứng mà thì bây giờ cái chuyện mà họ, họ dùng chúng ta như là cục cà rốt và cây gậy đối với chính quyền đối với cái nhà nước cộng sản thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Thưa thông qua những cái điều trình bày của ông vừa qua thì thưa ông, xin ông cho biết trong thời gian tới cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta sẽ làm cái điều gì và 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 sẽ làm những cái gì để mà có lợi cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam? dạ thông. Trước những cái diễn biến của thời thế cũng như là từ trước những cái chính sách của Hoa Kỳ đang đối với Việt Nam. Chúng tôi nghĩ đó đã đến lúc mà tất cả những cái tiếng nói của những người có trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc và những người có thao thức với tiền đồ của đất nước thì nên nhìn lại một cách Cần thẳng hơn về chính mình về cái vai vế về cái vai trò của cộng đồng chúng ta mà tạo nên một cái sức mạnh đoàn kết hãy dẹp bỏ đi mọi cái tỷ hiểm hãy dẹp bỏ đi mọi cái phe phái và hơn thua nhau vì những lời nói chúng ta mà mỗi cộng đồng mỗi địa phương đều đã phải trải qua những cái thời kỳ mà chúng tôi nghĩ đúng ra chúng ta phải trưởng thành chúng ta phải vượt lên cái đó để có tạo một sức mạnh mới là đúng và sức mạnh mà quan trọng hơn nữa là chúng ta phải tích cực tham gia vào dòng chính Ta là những cái dân biểu, là những nghị sĩ, là những cái nhân cử ở từ cấp nhỏ đến cấp lớn. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải đi tham gia nhiều chúng thôi. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ là cộng đồng chúng ta cần phải tiến đến cái một, cái, một cái một cái tình trạng như thế mới tạo được cái ảnh hưởng lâu dài và có cái giá trị cho cái, cái cuộc sống của chúng ta hôm nay và nhất là cho cái tiền đồ của đất nước chúng ta ở trong tương lai. Xin chào. Xin chào. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình HBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.